10 kho báu lớn nhất mọi thời đại. Kho báu Nimrud, kho báu Thiên Nga Đen, núi vàng trong đền Sri Atmanap Haswami là những kho báu lớn nhất của nhân loại đã được con người phát hiện ra. Kho báu Nimrud Kho báu Nimrud, Iraq, được coi là một kho báu khổng lồ lớn nhất khu vực Trung Đông Nimrud là thủ đô của Assyria, đất nước cổ xưa thuộc miền Bắc Iraq. Thành phố này bị tàn phá hoàn toàn vào năm 612 trước công nguyên trong cuộc chiến Assyria-Babylon. Nimrud được xây dựng vào thế kỷ 13 trước công nguyên bởi vua Shalmaneser I và nó nhanh chóng trở thành thành phố quan trọng nhất khu vực Lưỡng Hà. Năm 1845, nhà khảo cổ người Anh Austin Henry Layard tìm thấy nhiều phủ điêu, tượng vàng bạc châu báu Năm 1950, một nhà khảo cổ học người Anh là Max Malowan tiếp tục tìm ra một gian điện được cho là nơi ở của cung tần mỹ nữ Assyria năm xưa. Đến năm 1988, một nhà khảo cổ học người Iraq tên Muzahim Mahmud phát hiện bên dưới gian điện là một phức hợp hầm mộ chứa đầy vàng bạc châu báu. Ông Mahmud còn phát hiện thêm ba ngôi mộ nữa, bao gồm mộ hoàng hậu của vua Ashurnasirpal II mỗi ngôi mộ đều chứa hàng trăm món nữ trang bằng vàng. Kho báu Nimrud, giá trị đến mức cách đây vài năm, một cuộc triển lãm dự định tổ chức ở Đức bị hủy bỏ, do không có công ty bảo hiểm nào sẵn sàng bảo hiểm cho những báu vật này. Kho báu Thiên Nga Đen Các thợ lặn Mỹ từng phát hiện và trục vớt được một kho báu khổng lồ từ lòng Đại Tây Dương của một con tàu đắm 400 năm trước. Trị giá của kho báu chưa thể tính toán được kho báu gồm nửa triệu đồng, tiền bằng vàng, bạc và nhiều đồ quý giá khác. Đến nay, công ty Odyssey vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin nào liên quan đến tên của quốc gia từng sở hữu kho báu lớn này. Họ cũng giữ bí mật về giá trị của mỗi đồng tiền và các hình hoa văn đã được chạm trổ trên đó. Công việc trục vớt số tài sản trên được gọi bằng cái tên Thiên Nga Đen. Ngôi mộ của Nepche Perura, Tutankhamun một kho báu từng được coi là lớn nhất mọi thời đại. Đó là ngôi mộ của Nephe Perura Tutankhamun, vị vua Ai Cập thế kỷ 12 trước công nguyên. Dù không phải là người thống trị quyền lực nhất Ai Cập cổ đại, nhưng ngôi mộ của ông lại nổi tiếng nhất với những cổ vật gần như còn nguyên vẹn sau hàng ngàn năm. Ngôi mộ của vua Tut tọa lạc tại thung lũng của các vị vua tại Luxor, so. tên cổ là Thebes, không ai biết đến sự hiện diện của ngôi mộ cho đến khi chuyên gia khảo cổ người Anh Howard Carter phát hiện ra nó vào ngày 4 tháng 11 năm 1922. Bên trong phòng tiền sảnh của ngôi mộ là những đồ nội thất và những chiếc xe ngựa rát vàng. Phòng mai táng chứa quan tài ba lớp với lớp trong cùng được làm từ hơn 100 kg vàng ròng, nhiều tượng vàng, những chiếc hòm chứa đầy những món trang sức vô giá. Tổng cộng, ông Carter đã thu thập gần 3.000 món cổ vật khác nhau bên trong mộ và ông mất đến 10 năm để thu dọn và phân loại chúng. Cho đến nay, người ta vẫn chưa thể xác định chính xác giá trị của những châu báu tìm thấy trong ngôi mộ của vua Tút. Trong khi đó, kho báu mà đoàn thám hiểm của ông Carter phát hiện cũng liên tục chu du qua nhiều nước trong những cuộc triển lãm lớn. Hàng ngàn năm sau ngày băng hà, vua Tút và những đồ tùy táng vô giá của ông tiếp tục làm thế giới phải trầm trồ ngưỡng mộ. Kho báu Anglo-Saxon một chuyên gia săn lùng báu vật đã phát hiện ra kho vàng khổng lồ thời Anglo-Saxon với hơn 1.500 món đồ cổ có niên đại từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 8 tại một cánh đồng ở Staffordshire, Anh. Chúng có thể thuộc về Hoàng gia Saxon của Vương quốc cổ Mercia. Số kho báu có giá trị khoảng 3.285 triệu bảng Anh và đang được cất giữ trong phòng trưng bày nghệ thuật và bảo tàng Birmingham. Nhiều nhà khảo cổ nhận định Kho báu này còn đáng kể hơn việc khám phá ra chiếc tàu chở báu vật bị chân vùi ở suốt tuần hù cách đây 70 năm. Terry Herbert đến từ Burnwood, Staffordshire đã phát hiện thấy kho báu khi ông giả soát một cánh đồng gần nhà mình bằng thiết bị dò tìm kim loại 14 năm tuổi đáng tin cậy. Kho báu Panacuris Ngày 8 tháng 12 năm 1949, ba anh em có tên Pavel Petko và Michai Dekovi phát hiện ra những vật thể kỳ lạ khi đang cậy lớp đất sét trong nhà máy Merun gần Panagliris, Bulgaria. Thứ mà họ tìm thấy là kho báu Panagliris của người Thracia, một trong những kho tàng quý giá nhất thế giới. Panagliris gồm có một chiếc lọ nhỏ, một chiếc vò, hai quai kiểu la mã và bảy bình đựng nước. Tất cả đều bằng vàng ròng, được trang trí cầu kỳ và nặng 6.164 kg. Niên đại của chúng được xác định vào khoảng thế kỷ thứ tư đến thứ ba trước công nguyên. Kho báu Breslav Kho báu Breslav được tìm thấy vào mùa thu năm 1978 tại vườn nho Castana cách thủ phủ Veliki Bresla 3 km về phía tây bắc. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hơn 170 đồ vật bằng vàng, bạc và đồng, trong đó có 15 đồng bạc Byzantine thuộc về Constantine 7 Roman II khoảng năm 945 đến năm 959 và một số tác phẩm nghệ thuật khác thuộc thế kỷ thứ ba và thứ bảy. Kho báu Tilia Tep Tilia Tep là khu vực khảo cổ nằm ở phía bắc Afghanistan gần Sibergan, được khai quật vào năm 1979 bởi nhóm các nhà khảo cổ học người Xô Viết gốc Afghanistan. Kho báu này thực sự đáng kinh ngạc về khối lượng của nó gồm khoảng 20.000 vật dụng bằng vàng dòng, được tìm thấy trong 6 lăng mộ, có niên đại thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và hàng ngàn đồ trang sức bằng vàng và đá quý. Kho báu Nagis Jens Miklos Kho báu Nagis Jens Miklos được phát hiện vào năm 1971 tại thị trấn Nagis Jens Miklos, nay là San Nicolau Mel, Romania, Kho báu gồm 23 chiếc bình bằng vàng thế kỷ thứ 10. Kho báu Indonesia gồm gần 14.000 viên ngọc trai, 4.000 viên đá ruby, 400 viên sapphire và hơn 2.200 viên ngọc hồng lựu. Kho báu này được tìm thấy trên con tàu đắm thuộc lãnh hải Indonesia. Con tàu này nằm dưới đáy biển cách đây hơn 1.000 năm bên cạnh ngọc ngà châu báu kho tàng này còn có rất nhiều chai nước hoa tí hon bình gốm dây chuyền đeo cổ đi ăn trang trí bằng hình ảnh sồng phượng bình đựng trà trang trí bằng hoa đồ sư trắng men nghệ thuật ước tính trị giá của kho báu này lên đến hàng tỷ đô la núi vàng trong đền sri admanab haswami Mới đây, tòa án tối cao Ấn Độ đã ra lệnh kiểm tra các căn hầm và phát hiện ra núi vàng trong hệ thống hầm thuộc đền Sri Anmanap Haswami. Ngôi đền được xây dựng vào thế kỷ 16 và là một trong 108 trung tâm thờ thần Vishnu chính ở Ấn Độ. Ngôi đền từng nằm dưới sự quản lý của các lãnh chúa phong kiến ở Kerala. Sau đó, vua Mathanda Vama, người sáng lập tiểu vương quốc cổ Chavankar, đã ra tay chấn áp các lãnh chúa này và giành quyền quản lý ngôi đền vào thế kỷ 18. Sử sách Ấn Độ ghi chép lại rằng vua Mathanda cúng rất nhiều của cải cho ngôi đền. Các hộ duệ của ông vẫn quản lý ngôi đền cho đến tận năm 1949, rồi sau đó phải chuyển giao quyền chủ quản cho chính quyền bang Kerala. Trong số những vật phẩm quý giá có các dây chuyền nặng 2 kg, một cây cung bằng vàng, một sợi dây vàng, vòng tay, đồ cổ bằng bạc, một tấn vàng lá, các bao tải kim cương, hàng ngàn đồ trang sức nặng kim cương và ngọc lục bảo. 16 kg đồng tiền vàng của công ty Đông Ấn, 18 đồng tiền Napoleon. Theo ước tính mới nhất, giá trị của kho báu được tìm thấy tại ngôi đền này vào khoảng 20,3 tỷ USD, gần gấp đôi tính toán trước đó là 11,2 tỷ USD. Tuy nhiên con số này vẫn chưa phải là con số cuối cùng do cuộc kiểm kê vẫn chưa kết thúc. Báo Asia Times dẫn lời các chuyên gia cổ vật ước tính giá trị số tài sản được tìm thấy tại đền có thể hơn 100 tỷ USD. Với số của cải này, Sri Padmanabhaswamy đã trở thành ngôi đền đạo Hindu giàu nhất tại Ấn Độ và có lẽ kho báu cổ này là kho báu lớn nhất mọi thời đại từng được phát hiện. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.